Mến chào các bạn, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đã lâu rồi mình không làm một chiếc clip liên quan đến cái chủ đề này. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ làm một cái bài toán nhỏ nhỏ để luyện tập lại cái kiến thức về linh lít nhá. Rồi, đây là một bài toán mà mình đã làm trên LeetCode. Thì LeetCode là gì? LeetCode là một cái nền tảng giúp các bạn có thể luyện tập những cái bài toán về rất nhiều các chủ đề khác nhau, và các bạn có thể sử dụng rất nhiều các cái ngôn ngữ đó. Thì trên này họ sẽ ra các bài tập và các bạn có thể là giải quyết vấn đề, sau đó các bạn submit lên xem là cái bài giảng của bạn nó đúng không đó. Rồi thì đây là cái chủ đề về linh lít nhá. Mình đã giải một số bài liên quan linh lít đây. Thì có một bài mình thấy khá là hay mà mình giới thiệu cho các bạn trong video lần này, đó là cái bài mà palindrome linked list này. Cái bài này nó yêu cầu các bạn đó là chúng ta làm nào để kiểm tra cái linked list này có phải linked list đối xứng không. Ví dụ nhá, example 1 này, cái linked list thứ nhất là 1, 2, 2, 1, đây là một linked list đối xứng này đó, thấy không, một đối xứng 1, 2, 2. Cái linked list thứ hai 1, 2 này không phải linked list đối xứng đó. Ở đây các bạn sẽ thấy là người ta cho sẵn các bạn một cái template. Cái template này các bạn có thể copy ra và đưa vào cái IDE của bạn để chúng ta. Rồi mình quay trở lại với video studio code của mình, cho mình paste vào đây. Và mình thêm một vài cái thư viện cần thiết. Bài này mình sẽ sử dụng stack, cấu trúc dữ liệu stack nhé. Đấy, các bạn nào chưa biết stack thì các bạn có thể xem lại video đó. Rồi, đây mình copy nguyên cái đống này của người ta. Và ở hàm main này mình sẽ tạo thêm những cái con trỏ nhé, con trỏ của cái nốt này đấy, để mình test cái giá trị 1, 2, 2, 1. Đấy, mình tạo ra con trỏ rồi. Như mình đã nói thì import stack đúng không ạ, thì chắc chắn bài này chúng ta sẽ sử dụng một stack. Ý tưởng thì mình sẽ nói cho bạn luôn nhé. Ý tưởng đó là các bạn sẽ đưa hết những cái thằng này vào stack này. Thì khi mà các bạn đưa vào ấy, thì cái thằng 1 này đúng không ạ, sẽ xuống dưới cùng của stack này. Tiếp theo thằng 2 nó trên thằng 1 này, thằng 2 này trên thằng 2 này, và thằng 1 này là ở trên cùng. Rồi, nói chung cái thuật toán này ý tưởng nó rất đơn giản, đó là các bạn sẽ kiểm tra từng phần tử của stack so với cái phần tử của cái list này xem nó có bằng nhau không. Nếu như mà bằng nhau thì đó là một cái linked list mà đối xứng, còn nếu không, ví dụ như các bạn đẩy cái thằng này vào cái stack nhá, thì stack của bạn nó sẽ là 1, 2 đúng không ạ. Và khi các bạn kiểm tra so sánh với thằng list này thì các bạn lôi cái thằng 2 trên đầu ra, các bạn so với 1 thì nó đã khác rồi, thì cái này không phải là một cái đối xứng đó. Thì các bạn hiểu nôm na như vậy nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ khai báo cho mình với stack này, stack in này. Stack của bạn là kiểu in đúng không? S. Các bạn khai báo một cái list node. List node này để chúng ta thêm những cái phần tử vào trong cái stack này thôi. Current đúng không? Bằng head. Bằng head này này. Đó. Cái head này là cái list mà người ta sẽ truyền vào cho các bạn nhé. Ví dụ là 1, 2, 1. Bằng head luôn. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cái vòng while để kiểm tra while này, while current, tức là khi mà cái current của bạn nó còn khác null thì bạn tiến hành đó là put những thằng phần tử nó vào trong cái list, thì nó sẽ add chấm put này, current chấm value, current mũi tên value chứ. Đôi khi các bạn có thể hay bị nhầm giữa cái mũi tên và cái chấm, thì cái mũi tên này nó hay dùng con trỏ. Rồi, current smart current.next. Rồi, khi mà duyệt hết được cái list này thì các bạn đã có một cái stack đúng không ạ, chứa những cái phần tử. Stack cơ chế của nó là first in và last out. Thì mình lợi dụng cái cơ chế này để kiểm tra. Rồi, bây giờ đến bước kiểm tra này. Thì
thì mình kiểm tra luôn trong cái thằng head này. Thì khi mà thằng head này còn khác rộng thì mình sẽ tiến hành kiểm tra. Đó là đầu tiên thì mình sẽ lấy cái thằng phần tử trên cùng của cái thằng stack ra nhá. Thì nó sẽ là s.top chứ. Thì đây là nó sẽ trả về một cái phần tử trên cùng nhá. Rồi mình sẽ so sánh cái thằng red này với cái thằng cái phần tử đầu tiên của thằng head này. Và trước khi so sánh thì mình sẽ phải pop thằng phần tử trên cùng ra ấy. Rồi. Và so sánh nhá. Nếu như mà red này khác này, khác cái thằng head value thì các bạn có thể return fail luôn. Đó. Coi như là cái chuỗi đó là không phải đủ xứng rồi. Đó, ok. Và các bạn tiếp tục dán head bằng head.next. Đấy. Thì như vậy là cái thuật toán chúng ta đã xong rồi. Đó. Chạy hết rồi. Head bằng head.next. Được chưa? Chỗ này thì các bạn lưu ý là nếu như không hiểu sao nó lại báo cái đỏ nhỉ. À đây, trên này mình thiếu mất dấu chấm phẩy. Ok. Và ra ngoài nếu như mà nó không trả về fail thì các bạn có thể return lại là true đúng không ạ? Return true. True. Xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra nhá với cái 1221 này. Liệu là nó đúng không? Các bạn đặt một cái debug ở đây để nó dừng màn hình. Bug bị nhầm đấy. Debug chỗ này nhá. Chỗ return 0 này. Một có nghĩa là đây là một cái chuỗi đối xứng. Ok. Bây giờ mình sẽ thay đổi phần tử đi. 13 nhá. Ok. Đấy, 0 đúng không? Thì đây không phải là một chuỗi đối xứng. Các bạn biết tại sao không? Tại vì thằng 1 này, hai thằng 1 này thì với nhau thì nó là đối xứng rồi đúng không? Nhưng mà khi nó so sánh thằng 3 với thằng 2 này thì nó khác nhau, vậy thì nó không phải đối xứng. Đó. Ok, thì cái bài ngày hôm nay mình đã cùng các bạn chúng ta giải quyết một cái bài toán nó không phức tạp lắm. Và các bạn có thể thử lên đây submit code nhá. Thử submit xem nào. Xem đúng không, chạy dưới local đúng trên server side thì quăng wow. Bạn copy cả cái solution ở đây, các bạn có thể không cần import cái stack được thì cái list code này nó tự import cho bạn. Đó. Submit run code trước. Finish. Expected này. Đúng rồi này. Câu trả lời của bạn true, expected answer là true thì ok, là đúng. Và mình sẽ submit nhá. Nó sẽ chạy rất là nhiều cái các cái test khác. Accept có nghĩa là bài này các bạn làm đúng rồi. ở đài này thì mình đã mất ON thời gian nhá. Đấy, duyệt này. Duyệt cái này chỉ mất ON thôi. Và các bạn mất thêm ON bộ nhớ cho cái stack này. Đó. Thì more detail các bạn phải kích vào đây. Để xem là cái rank của bạn đang ở vị trí bao nhiêu. Ở đây thì các bạn rank này. Bạn đã đánh bại 36.65% những người submit bằng C cộng cộng. Còn cái memory của bạn thì chỉ đứng thứ. Là memory của bạn thì sẽ đánh bại 21.31%. Có nghĩa là cũng khá là thấp. Đó. Không sao, pass được là ok. Thì đấy, mình đã cùng các bạn giải quyết xong cái bài này. Các bạn có thể là code chúng ta submit như thế này để tạo tài khoản rất là dễ thôi, có Gmail là ok. Bye bye và see you again.